Jason Hudson at the CIA. How could he trust you when he knew that Victor Reznov helped you break out of Vorkuta? Reznov. He was my friend. But he didn't make it out. Victor Reznov was a communist. How did the CIA know you weren't compromised? They tested me. They knew I wouldn't break, and I won't break now. The government wanted Dragovich. They wanted you to kill him. Yeah. And there were others. Others I was supposed to kill. Who? Who, Mason? Khổ thân thanh niên ạ. À. Cứ bị bắt phải nhớ lại ký ức ạ. À. Mỗi lần nhớ thì bị đau đầu và trong đầu chỉ hiện lên toàn dĩ số ạ. À. Hay là mình xin số này mình đánh đề nha. Tốt tác an ninh quốc gia Otis 1. Chuyển hướng Mason Alex đi đến lầu 5 góc. Bây giờ mình phải đi tới lầu 5 góc để mình gặp những cái quan chức cấp cao cơ. Như tổng thống trong cái con game này tên là Kennedy anh em ạ. Một cái tên này tổng thống này như là có thật ngoài đời anh em nhé. Bị ám sát đó. Hudson. Hudson couldn't tell me. Cái lúc này anh em sẽ thấy cái lời thoại lẫn lộn luôn nha. Vừa của hiện tại và vừa của quá khứ. Đó, vô gặp mấy ông khứa này đây. Những ông quen mà chỉ ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón á. Một cái lúc này nhạc nó hoành tráng vãi cái đạn anh em ạ. Nothing less than our national security is at stake. He has no fear. Nikita Dragovich. No weakness. This is Nikita Dragovich. I believe you two have already met. When do I kill him? We're lucky to have you back, Mason. Ngầu thế, trời ơi. Wow. Trời ơi, tôi được vô lầu 5 góc luôn kìa, má ơi. VIP. Ôi trời ơi, VIP. I felt like everyone was watching us. And watching me. I think you couldn't trust anyone. Sometimes even yourself. That's why we're here, Mason. The finest people in the world, right here, 24/7. It never ends. We were watching you the whole time. Ôi trời ơi, nước mắt đưa tình. Họ lộn nhìn, họ lộn liếc mắt đưa khói anh em ạ. At once, sir. Clearance Prospero. Distinguished hearings. Get hearing numbers. Ấy, hiện số lên coi, lấy số vấn đề đi anh em. Trời ơi. Ariel, tên cứ giống nước giặc vậy. Đó, vệ sĩ thời này vẫn còn cầm cái M16 nè, 1963. Kiểu khẩu súng còn phổ biến á. The nerve center. Trung tâm tự tin. I'm correct in saying that civilization has been saved more than once in this room. I don't know. It felt like I was in a dream. Kiểu như lúc này cái ức của thanh niên Mason đó, kiểu nó là một cái mảnh ghép tùm lum anh em ạ. Chưa thành một cái bức tranh tổng thể. Kiểu nhớ tùm lum tà la tắc lét. Giống như là nói tới đâu thì mình nhớ tới đó. Bắt đầu mình sẽ lắp ghép lại. Ôi giời ơi. Cái thời đó công nhận cái nội dung của con game này đỉnh phái cái nồi. Sycorax. This inner sanctum was built in 1943. We rarely use it. Thank you, Mr. Secretary. Good luck, Mason. Hey, mỗi lần mà nghe cái câu good luck là
sợ lắm anh em, kiểu giống như là sắp có cái gì, có cái biến sắp xảy ra. Mấy chút mình may mắn. Đấy, Kennedy là một vị tổng thống ở ngoài đời có thật đã bị hết sọt, bị ám sát, đang gặp nguy hiểm từ phía cộng sản à. Ôi giời, tư bản à, chả ghét cộng sản y như là fan Messi ghét fan Ronaldo ấy. Rất là cười. Ê, ảo. I'm told that you are the very best that we have anywhere. You will need to be. Ê, sao mắt của ông tổng thống này bị mù hết một bên à? Bây giờ mình mới để ý kìa. À, này. Chiến dịch Last Boy phá hủy trên chương trình không gian của chúng, phá hủy dự án tập thành xa. Giờ là mình sẽ nhận lệnh từ tổng thống tiêu diệt cái nhóm Ascension gì này. Đức Quốc xã. Weaver, mình có một cái điệp viên hay mang là Weaver được cài vào đó. À, là bên mình có cài một cái điệp viên vào cái nhóm bên khủng bố bên kia này mà, tên là Weaver. Nhưng mà sau đó như là mình đã mất liên lạc với lại điệp viên đó đấy, cho nên bây giờ là mình phải đi tìm hiểu, cũng như là mình sẽ tiêu diệt cái trung tâm phóng tên lửa gì á. Trời ơi, không có việc khóa thì định mệnh mấy bạn ơi. Chơi kiểu chỉ biết được khoảng 70-80% cốt truyện thôi. Biết là những cái người mà mẹ giỏi tiếng Anh giống mình đây. Phải thật. Đồ chứ anh em, mẹ biết hồi xưa mình mà biết trước tương lai mình làm bên cái YouTube này thì mình đã học giỏi văn mẹ nó rồi. Nhưng mà nhá, nhiều khi mình thấy nhá, anh em hiểu nha, anh em đọc hiểu nhưng mà anh em dịch làm sao để cho cái người khác họ nghe, để họ hiểu được cái cốt truyện mà nó đúng trình tự cho nó hay á. Nó lại ở một cái tầm, cái level khác bọt anh em ạ. Chứ bản thân mình mà đọc hiểu không thì nó bình thường rồi. Nhưng mà mình dịch làm sao để cho người khác họ thấy nó một cách nó trơn tru ấy. Thì còn cái trung tâm phóng tên lửa của bọn nó kìa. Way too much activity. Yankee 1-3, report. Yankee 1-3. Toàn là dùng mật hiệu thôi anh em ạ. Weaver's gone dark. Yankee là mật hiệu của Weaver, là cái đẹp viên mà mình bị bắt liên lạc này. They're at final countdown. They're Swedes. Thấy cái trạm phóng tên lửa kìa, định mà nó to vãi cái chữ. Mason, we get activity on the road. Check it out. Thấy à. He's burnt. Your colleague is unwilling to explain his presence in this facility. Who the fuck is this? Surrender now, and you will be allowed to leave. Rostenko, cánh tay phải của Dragovic. This is your only warning. There's nothing we can do, Mason. Weaver's done. No. Your choice. This is not good. Địt về cái ống nhòm nhìn kinh thế nhờ. Ờ, cái ống nhòm này nó nhìn sao mà nó nhìn nét. Phải đạn xin mẹ cái con mắt của thằng kia rồi. Anh em có hiểu cái khúc này không? Theo như mình nha, điệp viên có nghĩa là tai mắt của một bên nào đó. Mày là tai mắt của bên nào đó thì khi mày để tao bắt được thì tao xin cái con mắt không mày. Hiểu giống vậy anh em à. Má một cách trả đũa hơi bị ác luôn, thề. Hồi nó lấy nước sôi cái nó chế vô cái lỗ tai nó từ ối giời ơi luôn. Có nước mà về hưu sớm anh em ơi. Bắt đầu nó sau khi mà điệp viên của mình bị lộ ấy, là bọn nó đã tăng cường đi tuần tra anh em ơi. Phải cái lúa.
cái đồ, cái bộ đồ của bọn mình mặc đấy, nó cũng giống như là gần như là gọi là kiểu như là mình mặc cái bộ đồ giống như là nó giống với lại cái môi trường xung quanh anh em, nó khó phát hiện ra. Carabit à? Ủa sao này được không gắn súng, có xe lệch vô bắn cho nó nhẹ mấy. Mẹ rảnh thật. À đúng rồi, những cái bộ đồ ngụy trang. Má nó thiệt. Trời ơi, nãy giờ mình suy nghĩ nãy giờ giờ mới nhớ ra cái bộ đồ ngụy trang đó. Đúng rồi. Cái đồ bộ bọn mình mặc á, nó có cái màu nó giống giống như cái môi trường xung quanh nè, đất cát. Nhiều lúc dùng dùng từ u thật sự anh em. Cái từ rất là cơ bản luôn mình để quên đó. Nó hiểu cái gì. Weaver was Russian. He was alright. Hope your time for Kuda helps your Russian, Mason. Fucking better. We gotta save Weaver. Bọn mình giả làm hai tên lính gác hồi nãy đây. Mà phải nói được tiếng Nga luôn mới phải nồi chứ. Đi tù cũng là một lợi thế anh em nhé. Ngụy trang có tác dụng. Cái đéo gì đây? Con mẹ nó. Dạ. Nói gì vậy? Dịch lại nghe coi mày. Hiểu mẹ đâu. Đây, mình gặp thêm hai đặc vụ khác đây. What happened to Weaver? He's compromised. Continue his plan. We'll make a new opportunity. All right, let's move. Что происходит? Повышение давления. Двадцаки 12А. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна вспомогать... Ты говори, она тинь дек. Ты уверен? Он толсо, ты не ра. Квадрат не выходил обратно. Не выходить на связь. Có báo động, có báo động, có báo động. No, we're good. Just do what they do. À, tụi này nó chạy cái bình chạy theo thôi. Để biết cái gì luôn. Có bắn tỉa trên mấy nhà. Rồi tới đây phía trước. Unas problema, some noi. You ready? The boy. Hey, what? Clear his four before he move out. I'll shut down the comlink. Rồi mình nghe tiếng bập bập rồi anh em. Anh em nghe không? Anh em nghe không? Ủa cái nút cận chiến nút nào quên mẹ rồi nhờ. À nút V anh em ạ. Đây có shotgun không ta? Uầy, khẩu này ngon này. Khẩu này bắn nó chậm nhưng mà lực lắm anh em. Fire the house. Đùng. Bành sát. Gì vậy ní? Gì vậy ní? Tuổi gì? Tuổi gì? Từ từ. Cái đây còn nữa nha. Ai ai ai. Thiệt cơ mày. Lưu 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 hụt à. Hụt này. À, ghê quá anh em ạ. AK gì mà đam yếu hơn này vậy? Leo lên nè. V. Tao nhớ nút V rồi mày ơi. Ủa từ đây chứ nó gần mà ta. Đâu rồi? Hả? Để cái chơi bất dí không nổi. Ủa, đúng là bắn vô cái cú họng á luôn anh em.
Ở phía nam tòa nhà, bong ke phía nam tòa nhà. Phía nam là phía nào đây? Mason! Mason, get over here. Crossbow, explosive bolts, now. Ok, 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 trời ơi. Enemy moving in from the north, we're pinned down. We got company. They're pinned down, take out those vehicles. Target down. That truck, watch the truck. Trời ơi. Cái mũi tên bá đạo thật sự luôn. Clear rồi. Gunfire's drawing attention. Those assholes on the way back. I'll secure the line, you take the shot. Make it quick, Mason. Đi với cái nỏ này ảo vậy. Go, go, go. Ê, mẹ nó móc mẹ con mắt cơ rồi. Trời ơi, mấy thằng mắt dài. Cái lựu đạn nè, bắn có nổ không bay. Từ từ nha. You sabotage the guidance system? I was compromised. Guess we're through being subtle. Move to plan B. There may still be time to abort the launch. Đây là tên thường hay sao này? Mình sẽ có một mũi tên thường và mũi tên nổ. Now you had to locate the Ascension group and kill the scientists. No. I had to kill Dragovich. 5 phút hủy bỏ vụ phóng ở hầm điều khiển. Rồi thằng đó hết cứu luôn rồi. Cover đi bắn cho. Đồ má nó ném lựu đạn kìa. Ủa gì vậy? Cái nỏ thường bắn ngu thế. Ôi, ơi, ổn nha, kiểu như là nó không phát ra tiếng anh em cho nên mình cảm giác nó yếu, nhưng mà thật sự không yếu đâu. Đấy, thì mình xiên đầu hơn nó luôn rồi kìa. Để mình lại ký xác cho anh em xem. Đây nè. Đấy, anh em thấy chưa? Cái lùm mí nó kinh vãi. Có thì mình cứ sử dụng thôi. Đủ với tụi này ném lựu đạn ác thế. Còn năm mũi nữa, cố lên. Bắn đi, ở kìa. Ngu. Cái bồ mình bắn chán thế nhờ. Địt mà chưa chết luôn cơ. Mẹ chán thật sự. Trời ơi, cái lúc tôi bắn thì mấy ông lại lao lên đó.
Chết liền. Ây, ây, ây. Có những pha xử lý rất là ngu người đây mà. Mason, blow a hole in that fucking wall. Lại sai à? Thằng quỷ này. Set. Chết bà hết rồi còn gì nữa. Destroy the rocket, no matter what. Biết gì không, phá hủy cha. Mũi tên nó phóng đi đâu nhỉ? Mũi tên cái gì? Tên lửa nó phóng đi đâu? Mình quên mẹ rồi. Đây 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 đây. Ấy chết mày học rồi. À. Quái thật. Mất hụt luôn mới ghê chứ. Chán thật sự đây mà. Chơi mà chơi bắn hụt. Tự nhiên cái tới gần cái đích của cái tên lửa cái mình không điều khiển cho nó vô được, ảo thật. Thôi mình đứng đây luôn đi anh em ạ, đứng đây chờ luôn, tự nhiên cái súng hiện ra này anh em coi nè. Đó. Đó, hiện ở đây. Để thấy ghê không? Mình biết trước tương lai luôn rồi. Ảo chưa? Ảo chưa? Đấy, tự nhiên có luôn. Bắn cao cao lên, mẹ kiểu gì cũng trúng. Kiểu gì cũng trúng. Rất là ảo. Rồi, chơi ngu luôn. Không, tầm này không có bắn mũi tên được đâu nè. Đừng có biểu diễn không đúng chỗ. Ây da. Ây da, crack thế. Rồi. À, vô. The rest of the Ascension group will be trying to escape the facility. Bowman Brooks, you fly around the north tunnel. Hướng nào đây? Mason and Whitney, you're on me. Múa. Lộn với chúng tôi nè. Nhồi như nhồi lùng lợn. Ủa, mình bắn được em luôn. Ê, lũ đạn kìa. Mình chạy vô chắc anh em ạ. Đây ạ. Đây ạ. Clear. Giờ đi đâu nữa? Má xuống rồi bắn xa hả vợ? Từ từ mấy anh ơi. Để mình biểu diễn bắn sọc gân cho anh em xem. Bắn rác quá.
bắt dí các bạn. Ông quỷ ơi. Ngu. Ôi, từ. Hổn thế. Má tôi thục bồ tôi luôn trời ạ. Ê chết đủ đạn nó dội lại. Nó không thiết kế cây shotgun mười mấy viên bắn cho nó sướng nhờ. Ê, gì vậy? Ô lại dãy số nó hiện lên kìa. Kravchenko escaped before we could get to him. You were getting close. Dragovich was there, wasn't he? We searched the whole base. Couldn't find the bastard anywhere. This is a waste of time. He's delusional. And then we ran into Dragovich's limo. I had him. Satisfied, Mason? No, not yet. Not until I see the body. Dragovich, did you confirm the kill? Trust me. That rat bastard is a fucking charcoal briquette. Nhất thật là hỗn loạn.